Đồ gỗ Sơn Hà xin kính chào quý khách. Và vâng, trước mắt của tao khoảng đây là một bộ sofa Zito chân chõi, bao gồm một văng dài và một chiếc bàn, được cơ sở bên em làm theo một đơn đặt hàng của anh Hải đến từ Long Biên. Do đặc thù không gian phòng khách nhà anh có hạn nên là chỉ yêu cầu cơ sở bên em làm hai món thôi. Và nhân tiện đây, cơ sở bên em thì có nhận làm hàng đặt theo yêu cầu, tùy theo kích thước, dài ngắn, độ dày mỏng, chất liệu gỗ, số lượng món các bác đưa ra các bác nhé. Thì mặc dù hai món này thôi nhưng mà anh vẫn làm theo tiêu chí của hàng VIP nhất hiện nay các bác nhé. Bao gồm một chiếc văng dài với chiều dài là 2m60, sâu là 80 và chiều cao là 75. Một chiếc bàn to là 65 x 1m30 các bác nhé. Đấy. Và anh muốn ngồi nhiều và cái đoạn anh làm ngắn lên là anh yêu cầu cơ sở bên em làm là hai chiếc tay tựa các bác nhé, chứ không làm một ngăn kéo. Đấy. Và như các bác có thể thấy đây, tay tựa này được cơ sở bên em làm cực kỳ là cao, với chiều cao là 30 phân, khác biệt hàng thị trường chỉ làm cao từ 18 đến 20 phân thôi. Và khung xương bao quanh được cơ sở bên em làm là dày 4 phân hết nhá. Khung xương bao quanh là dày 4 phân hết. Đấy. Với chiều cao 30 này để khi bác ngồi mình để tí tay vào vô cùng thoải mái luôn. Và đặc biệt là chiều cao tựa là 75 chứ không phải như 70 thị trường các bác nhá. Đấy. Và phần tựa lưng này, khung xương bao quanh cũng là dày 4 phân hết các bác nhá, dày 4 phân hết và tựa lưng dày là 1 phân rưỡi. Và từ tựa lưng, hai mặt, mặt ngồi, mặt bàn hoàn toàn được cơ sở bên em làm mà thang hét lồng ván các bác nhá. Thang hét lồng ván chống cong vênh. Đấy. Và độ dày toàn bộ khung tranh mặt là dày 4 phân, ván mặt là dày 2 phân các nhá. Ván mặt là dày 2 phân này. Chọn lọc này, rất là đều và đẹp luôn các bác ạ, hàng tuyển gỗ Thừa Vân. Đây. Quay luôn cả phần tựa lưng đằng sau cho bác xem gặp mặt chiêm ngưỡng nhá. Cũng được cơ sở bên em làm là ván liền tấm hết. Đấy. Mẫu chân thì anh yêu cầu làm là mẫu chân chõi, hay trên thị trường gọi chân cong hoặc chân quỳ không nhá. Với mẫu chân này thì trong quá trình dụng mình có thể cho chổi vào quét dọn cực kỳ tiện lợi luôn. Đấy. Và đây chiếc bàn này. Bàn thì là ván liền tấm dày là 2 phân rồi. Bàn đây, các phần ô xung quanh này vẫn được cơ sở bên em soi long khung, hay là phần bên này bịt kín này cũng soi long khung hết các nhá. Soi long khung toàn bộ. Và làm cho anh là hai chiếc ngăn kéo một bên để anh thau để đo. Đây ngăn kéo đây. Và ngăn kéo này cũng được cơ sở em làm là dây gỗ và mộng mang cả hết các nhá. Có mộng hết. Đấy, cực kỳ là bền. Và nếu như các bác nào thích dây bi thì có thể yêu cầu cơ sở em làm dây bi cũng được các bác nhá. Nhưng mà em khuyến cáo các bác là nên làm dây gỗ để nó dùng nó sẽ bền và đẹp hơn. Đấy, rút ra thì trơn tru như nhau thôi. Đấy. Bộ sản phẩm hai món. Đầm từ chất liệu gỗ hương đá, hàng đặt theo yêu cầu, kích thước theo yêu cầu. Nhưng mà vẫn theo làm theo lối hàng VIP nhất thị trường này. Đấy. Và bộ sản phẩm này đang được cơ sở bên em chào bán công khai với mức giá hoàn thiện xong xuôi, tặng kèm kính bàn và đầy đủ cả đệm da cờ leo Hàn Quốc dày 12 phân thì đang có mức giá là 26 triệu các bác nhá. 26 triệu. Đấy, miễn phí ship cho bác là 80 km đầu tiên và cơ sở bên em nhận hàng đặt theo yêu cầu cũng như giao hàng toàn quốc. Và bác nào muốn sở hữu một bộ sản phẩm như này, alo em qua số này 058 474 43 hoặc cái lối Zalo. Và đi chi xưởng của em ngụ tại xã Lina, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội các nhá. Và video clip của em đến đây dài rồi, em xin kết thúc video ở đây. Xin chào.